Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, người dân Hà Nội đổ ra đường phố chật kín đêm Trung Thu. Đêm hôm qua, đường phố Hà Nội đông nghẹt người đi lại, bu kín khu vực hàng mã, trưng bày lồng đèn và các loại bánh Trung Thu, cảnh tượng chưa từng có sau nhiều tuần lễ phong tỏa, mọi người được lệnh ở yên trong nhà. Một ngày sau, tức là sáng sớm hôm nay, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã lên tiếng chỉ trích người đổ xô ra đường đông nghịch, vi phạm yêu cầu tuân thủ các biện pháp bảo vệ sự an toàn cá nhân trong mùa đại dịch như giữ khoảng cách xã hội. Hà Nội đã hủy bỏ lệnh buộc người dân xuất trình giấy phép đi đường và thôi phân vùng chống dịch bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 21 tháng 9. 2 tháng sau khi ban hành lệnh phong tỏa, cấm mọi người rời khỏi nhà. Theo báo chí ở địa phương, thì ngày hôm nay có hàng ngàn người đổ về cửa ngõ Pháp Vân, gây nên tình trạng kẹt xe kéo dài cả cây số. Theo Đài Á Châu Tự Do, thì tình trạng trên xảy ra vì hàng trăm ngàn người kéo nhau rời Hà Nội để về quê. Sau khi thành phố nới lỏng lệnh phong tỏa, bị kẹt cứng tại các chốt kiểm soát, Hà Nội vẫn còn duy trì 22 chốt kiểm soát ở các cửa ngõ để kiểm tra giấy tờ của mọi người ra vào. Quay sang một bản tin khác, thì vaccine COVID-19 tự chế của Việt Nam chưa được phép sử dụng. Thưa quý vị, kế hoạch ra mắt vaccine COVID-19 tự chế Nanocovax của Việt Nam trong tháng này đã thất bại sau khi Ủy ban Nghiên cứu Y sinh cách nay 2 hôm tuyên bố là cần xem xét lại việc đưa Nanocovax ra thị trường để sử dụng. Hồi tháng qua, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, ông Phạm Minh Chính tuyên bố sẽ sử dụng vaccine COVID-19 tự chế Nanocovax tiêm cho người dân bắt đầu vào tháng 9, đồng thời yêu cầu Bộ Y tế và giới chức thẩm quyền cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 Nanocovax được nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam. Công ty dược phẩm Nanogen của Việt Nam là đơn vị nghiên cứu và sản xuất vaccine COVID-19 Nanocovax, hợp tác với Trường Đại học Quân y Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng, sắp hoàn thành giai đoạn 3 thử nghiệm. Công ty này nói rằng vaccine COVID-19 tự chế Nanocovax có thể được sử dụng vì hữu hiệu và an toàn, hứa hẹn sẽ sản xuất khoảng 100 triệu liều mỗi năm tại thành phố Sài Gòn. Đầu tháng 8 vừa qua, công ty cũng đã ký thỏa thuận với Vacaria Healthcare để sản xuất hàng loạt Nanocovax tại Ấn Độ. Theo ThailandDaily.com, như vậy là Việt Nam còn một chặng đường dài để tiêm vaccine COVID-19 cho phần lớn dân số vì đang bị thiếu vaccine trầm trọng. Tỷ lệ dân số được tiêm chủng đầy đủ ở Việt Nam hiện nay thấp nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay, trong khi ở Indonesia xấp xỉ là 16% và Philippines là 16% tính đến ngày 16 tháng 9, thưa quý vị. Thưa quý vị, Úc điều tra vụ cảnh sát bắn chết người gốc Việt không có vũ khí trong tay. Vào cuối năm 2018, một người Úc gốc Việt tên là Tống Lý bị một viên cảnh sát Midland bắn 3 phát đạn tại nhà của cha mẹ nạn nhân. Sau khi các thành viên của gia đình gọi cảnh sát để cầu cứu, nói rằng Tống Lý đã bắt mẹ ruột làm con tin, dọa giết bà bằng một con dao. Cảnh sát Perth trong tuần này cho hay đã mở lại cuộc điều tra để xem việc liệu cảnh sát có sử dụng vũ lực quá mức cần thiết hay không. Theo cuộc điều tra, thì vào ngày 22 tháng 11 năm 2018, chị gái và cha ruột của ông Tống đến đồn công an Midland để báo tin xảy ra vụ bạo hành gia đình, tố cáo Tống đã xô đẩy cha mẹ. Viên cảnh sát Constable Thomas Della được cử đến ngôi nhà tọa lạc tại đường Jennings Lee Crescent, được người bên trong mở cửa để bước vào nhà. Constable Della ra hiệu cho người mẹ của Tống và những người khác rời khỏi nhà, sau đó tiến về phía sau cùng với đồng đội George Bogunovich bắn 3 phát nhắm vào ông Tống, làm cho ông này thiệt mạng. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối của ngày hôm nay. Những người gốc Việt ở Bắc California chống tệ nạn phân biệt chủng tộc. Cuối tháng Giêng vừa qua, ông Victor Ritten Pankey, 84 tuổi, đi dạo ở quận Sunset thì bị xô té trọng thương. Tại Oakland, giữa tháng 3, một người đàn ông Á Châu, 75 tuổi, đã bị đánh đập để cướp khi đang trên đường đi bộ buổi sáng và đã qua đời tại bệnh viện.
Vào tháng 6, một người phụ nữ Việt Nam 94 tuổi và một cư dân San Francisco 45 tuổi đã bị đâm khi đang đi dạo tại khu phố Tenderloin. Các sự kiện trên diễn ra đồng thời với hành động tấn công, phá hoại các nhà hàng, cửa hàng kinh doanh ở khu phố tàu San Francisco, buộc họ phải sửa chữa tốn kém mặc dù không có nguồn thu nhập nào cả vì đã bị đóng cửa trong suốt mùa đại dịch. Stop AAPI Hate, Liên minh hành động để ngăn chặn hành vi căm thù người châu Á cho hay đã xảy ra gần 1.000 vụ tấn công người Á châu trên khắp Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 3 năm 2020 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Một nghiên cứu khác của Trung tâm Nghiên cứu Chủ nghĩa Thù hận và Cực đoan tại Cal State San Bernardino ghi nhận số vụ tấn công người Á châu chiếm 36% dân số San Francisco, tăng 164%. Vì lý do này, cộng đồng cư dân Á Châu đã thành lập Ingleside Senior Safety Advocates, cử thành viên thường xuyên tuần tiễu tại khu phố Ingleside, cung cấp còi và mặt nạ cho những người cao niên. Lãnh tụ các cộng đồng Á Châu đã phối hợp với Sở Cảnh sát San Francisco để sẵn sàng ngăn chặn các vụ tấn công kỳ thị chủng tộc nhắm vào người Á Châu. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức và thời sự của hệ thống truyền hình VBS. Chị Mỹ Lan và Hoàng Dung xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ sau. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.